hai phong cách đối lập hoàn toàn đó nha. Tướng đẹp như một cô công chúa. Không phải, tại vì là em xem Quỳnh á biểu diễn trên sân khấu rất là lung linh, mà lúc nào là Quỳnh cũng hay vào những cái ca khúc mà vai là công chúa. Em nghĩ rằng chắc là hôm nay là Quỳnh cũng sẽ chọn một cái style giống như là trên sân khấu, nhưng mà thời giác quan thứ sáu em có vẻ nó không tốt lắm vậy. Không sao đâu, nhìn cũng rất là hợp. Ở đây là công chúa nè, cái bên là tỳ nữ. Cái bên là tỳ nữ. Cái bên là tỳ nữ. Em biết là em cũng bắt đầu có tuổi rồi đó mấy anh chị. Nên là mỗi lần mà em chơi game show em lựa mấy cái bộ đồ mà nhìn em trẻ hơn. Đó là em chơi chung một nhóm bạn thì em không biết là tình cờ hay là giống anh thứ xấu thiệt. Thì có khoảng 6-7 đứa là chưa có bồ. Thế mỗi lần em chỉ mặt đứa em nói em mày chuẩn bị có bồ nè. Nó có bồ thiệt luôn chị. Anh chuẩn bị có bồ chưa em? Có anh thì tự nhiên em không có linh cảm được của anh. Không xong, không biết tôi là sao rồi đó. Bạn bè hay chưa tôi là heo mọi. Vì khả năng ăn nhiều mà không mập của tôi có thể một mình ăn hết một con vịt quay. Riêng Đà Lạt, mỗi năm tôi đến đi một lần. Và chỉ đi một mình mà thôi. Không, nghe xong cái mình tưởng tượng liền. Một chàng trai đi lang thang cho Đà Lạt, cầm những con vịt quay, ăn hết con vịt quay. Hình ảnh lãng mạn. Nghe cái giọng nói, rồi cái cách mà anh nói về sở thích, em nghĩ là anh chàng này là một người mà nhìn thư sinh chút xíu. Chỗ sao chị cười dữ vậy chị? Không có thư sinh nào mà một lần thư sinh à? Dạ. Mắt chắc là mắt mí lót nè. Miệng có dính mỡ không em? Miệng có dính mỡ không em? Mỡ dịch đó.